Ô tô Cũ Đoàn Nghị xin kính chào cô bác, anh chị, quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Kia Cerato sản xuất năm 2016, mang phiên bản số tự động, khối động cơ 1.6 máy xăng, mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A39702. Một mẫu xe Kia Cerato sản xuất năm 2016, bản phun cửa sổ trời, gãy số trên bôn răng, đề lộ status, một mẫu xe tư nhân chính chủ và đặc biệt kiểm soát Hải Phòng. Một mẫu xe gia đình xịn sò sử dụng Laracook nguyên túi khí ABS đầy đủ, gãy số trên vô lăng. Một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn, mà giá tiền chỉ với hơn 400 triệu đồng một chút. Bên em có hỗ trợ làm trả góp ngân hàng lên đến 50-60% giá trị của xe. Vậy thì quý vị và các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 200 triệu đồng, các bạn đã sở hữu một mẫu xe Kia Cerato sản xuất 2016 này, bản sedan hai đầu, phanh đĩa bốn bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ, tư nhân chính chủ và gia đình sử dụng các bác nhá. Dòng Kia thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dính ngay, không ai còn mà nước sơn màu trắng xịn sò nguyên bản theo xe. Đấy, biển kiểm soát Hải Phòng các bác ạ, rất là đẹp các bác nhá. Một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, mẫu xe Kia Cerato 2016, xe tư nhân chính chủ, ý nháy lăn tay đầy đủ rồi, sang tên bấm biển chỉ trong một lốt nhạc thôi, hỗ trợ làm trả góp ngân hàng lên đến 50-60% giá trị của xe. Vậy thì quý vị và các bạn chỉ cần bỏ ra 200 triệu đồng thôi các bạn nhé, các bạn đã sở hữu một mẫu xe Kia Cerato lại về sử dụng. Đấy, trang bị vùng điều hòa phía sau. Đấy, dòng này có cả vùng điều hòa phía sau các bạn nhé. Nội thất này, nội thất của em nói thì rất là tươi. Đấy, nội thất tươi nó nói luôn các bạn này. Đấy, táp ly cánh cửa này, đấy, táp ly cánh cửa thì vẫn còn gai sần, rất là đẹp luôn. Âm thanh thì rất là hay. Đấy, âm thanh vũ trường nhạc nhẽo rất là hay luôn. Khung cánh cửa các bạn này, khung cánh cửa thì rất là ok rồi. Đấy, không có một chút mục hoạt nào luôn. Keo chỉ zin. Đấy, keo chỉ của em nó keo chỉ zin luôn. Bệ bậc lên xuống này. Đấy, phần táp ly cánh cửa các bác xem và cảm nhận này. Đấy, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, giữ gìn rất là cẩn thận luôn. Vâng, chỉ với 425 triệu đồng. Đấy, ốc bác bản nề cánh cửa chưa hề động đến ca lê mở led. Hệ thống những cái phần cột kèo và đinh tán của xe zin nguyên bản luôn. Cột kèo đầu đít zin, máy số zin, keo chỉ zin. Vâng, mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe Kia Cerato ăn tầm khoảng 7 lít xăng thôi. 7 lít xăng trên 100 cây số mà chở được 5 người. Chân của nó là chân nỉ nguyên zin nguyên bản cao xe. Đấy, cửa sổ trời đầy đủ thôi. Lốp dép các bạn này, lốp dép của em nó rất là dày dặn các bạn nhá. Tất cả những cái hệ thống cua lốp này nó không hề có một chút mục mọt đâu nhá, không hề có một chút mục mọt luôn. Đấy, phanh đĩa bốn bánh này cũng tính cũng như ABS đầy đủ luôn. Đấy, một mẫu xe Kia Cerato phải nói rất là đẹp luôn. Ghế điện này, xế ghế, nhớ ghế đầy đủ luôn. Đấy, bàn phím tích hợp trên vô lăng, gãy số trên vô lăng, màn hình cam lùi đầy đủ. Vâng, một mẫu xe phải nói là rất là tuyệt vời. Đấy, bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Kia Cerato 2016, mang phiên bản số tự động, khối động cơ 1.6, đang có tại bãi xe ô tô Phú Hải Phòng Toàn Đi, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương và thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh các bác nhé. Đây, bảng tổng của gương kính chỉnh điện các bác này. Đấy, ghế này 1-2 này. Đấy, sấy ghế, nhớ ghế đầy đủ các bác nhé. Đấy, bàn phím tích hợp trên vô lăng này, gãy số trên vô lăng các bác nhé. Đấy, gãy số trên vô lăng. Đấy, hệ thống thông số kỹ thuật, ốc áp bản nề chưa hề động đến ca lê mở led. Những cái phần cột kèo của xe, đấy, các bác xem phần cột kèo và đinh tán các bác này. Đấy, cột kèo và đinh tán zin, đầu đít zin, máy số zin, keo chỉ zin, tư nhân chính chủ, không một ngày taxi dịch vụ luôn. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Cerato 2016 khối động cơ 1.6 này, cứ alo cho em. Hệ thống vô lăng của em nó này, đấy, vô lăng của em nó rất là đẹp các bác nhá. Túi khí này, đấy, hai túi khí an toàn, đó, rất là ok. Đấy, táp lô của em nó này rất là đẹp các bác nhá, táp lô rất là đẹp luôn. Đấy, sau đây em sẽ lổ máy lên các bác nhá, để lổ startup này. Đó, máy móc thì sờ cái lỗ ngay. Mặt đồng hồ các bác nhá. Đấy, mặt đồng hồ thì không báo một lỗi gì luôn. Hệ thống xi nhan báo rẽ hoạt động rất là trơn tru.
phần hệ thống phun nước và gạt mưa. Đó, rất là ok rồi. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Điều hòa auto, vâng, điều hòa auto. Đấy, màn hình này, đấy, màn hình đầy đủ rồi. Đấy, sau đây em sẽ cài số lùi các bác này. Màn hình camera lùi đầy đủ. Đấy. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cho mẫu xe Kia Celato 2016, bên em có hỗ trợ làm trả góp ngân hàng lên đến 50-60% giá trị của xe, thì các bác chỉ cần bỏ ra khoảng 200 triệu các bác nhé. 200 triệu có thể sở hữu một mẫu xe Kia Celato này về sử dụng luôn. Đấy. Phần chắn nắng này. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ, mở ra thì có cả gương trang điểm các bác nhé. Hệ thống gương chiếu hậu này. Phần kính lên xuống này. Đó, hoạt động rất là trơn tru các bác nhé. Rất là ok. Đó, rất là ok. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo cho em. Đấy, alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có nhá. Đấy, một mẫu xe phải nói rất là đẹp này, Kia Celato. Đấy, máy eco các bác nhá, máy eco này, mặt đồng hồ này. Đấy, mới có chạy được có 8 vạn luôn các bác nhá. Mới chạy được có 8 vạn thôi, mới sử dụng được có 8 vạn. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe này mua về chạy gia đình này, đấy, rất là ok luôn. Con này thì có thể làm được cả kinh doanh dịch vụ luôn các bác nhá. Đấy, bàn phím tích hợp trên vô lăng này. Đấy, hoạt động rất là trơn tru. Đấy. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này mua về thì rất là yên tâm luôn. Cam kết các bác là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước và không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Hệ thống những cái cột kèo này. Đấy, cột kèo các bác nhá, cột kèo zin luôn, máy số zin luôn. Đấy, keo chỉ zin. Sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống tổng quan khoang máy cho quý vị và các bạn xem và tham khảo cái mẫu xe Kia Celato 2016. Con này thì 2016 các bác nhá, 2016 xe thì phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, xe đẹp xuất sắc luôn, đẹp không tì vết luôn các bác nhá. Đấy, sơn xi thì trắng hơn cả ngọc trai các bác nhá. Đấy, nội thất thì rất là tươi, quá khiển đầy đủ. Đấy, còn mẫu xe phải nói là rất là tuyệt vời, sấy ghế nhớ ghế đầy đủ, gậy số trên vô lăng. Đấy, động cơ 1.6 bản full cửa sổ trời. Lốp dép này, các bác xem phần lốp dép của xe này. Đấy, tất cả hệ thống cua lốp các bác nhá, rất là ok rồi. Đấy, cua lốp này rất là ok luôn. Đấy, sau đây em sẽ đi vào phần khoang máy cho các bác xem này. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Kia Celato 2016. Động cơ 1.6, động cơ 4 máy này, máy 1.6, máy xăng các bác nhá. Đấy, tất cả những hệ thống là tinh tán tăng giật này. Đấy, máy móc này, máy móc rổ rất là êm luôn. Đấy, máy móc rất là êm các bác nhá. Đấy, phụ giảm sóc này. Đấy, tinh tán này, nguyên đai nguyên điện luôn. Ống ngang 5 cabo chưa hề động đến ca lê mỏ nếp. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Celato 2016 này. Đấy, số tự động, động cơ 1.6, cụm chi ABS chống trơn, chống trượt và chống bó cứng, máy zin các bác nhá. Đấy, máy zin luôn, máy lổ rất là êm. Đấy, máy này, máy lổ thì thầm. Đấy, máy lổ thì thầm. Đấy, mặt máy vẫn còn zin các bác này. Đấy, zin từ trong giặt cỏ các bác nhá. Đấy, zin toàn tập luôn. Đấy, cột kèo đầu đít zin, máy số zin, keo chỉ zin. Đấy, bao tét hãng các kiểu cho quý vị và các bạn. Có hỗ trợ làm trả góp ngân hàng lên đến 60% giá trị của xe. Vậy thì quý vị và các bạn chỉ cần bỏ ra 200 triệu đồng. Vâng, chỉ cần 200 triệu đồng có thể sở hữu ngay một mẫu xe Kia Celato 2016 này. Đấy, keo chỉ zin và máy số zin. Máy móc thì khô ráo sạch sẽ, không hề có một chút dầu là luôn. Đấy, tất cả những ốc ác nắp cabo. Đấy, ốc ác này chưa hề động đến ca lê mở lết các bác nhá, keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ zin luôn, các lỗ thì tròn, không hề có một chút móp méo nào các bác nhá. Đấy, không hề một chút móp méo nào luôn. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Celato sản xuất 2016, đấy, số tự động, động cơ 1.6 này, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em đi, alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Có địa chỉ là tại 01 mà xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh. Rất là tuyệt vời luôn. Mẫu xe phải nói rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, biển kiểm soát Hải Phòng, con phượng đỏ 15A. Đấy, biển Hải Phòng, ký nháy lăn tay đầy đủ luôn. Trang bị đèn bi siêu sáng nguyên bản trong xe. La răng đúc 4 bánh, túi khí như ABS, gương kính chỉnh điện và cột xe. Sơn xi màu trắng ngọc trai. Đấy, phanh đĩa 4 bánh các bác này.
Đấy, đăng kiểm của em nó thì còn đến tháng 7 năm 2024 các bác nhá. Tháng 7 năm 2024. Đấy, phần nội thất này các bác này. Đấy, táp lô này. Đấy, phần táp ly này. Đấy các bác xem, táp ly cánh cửa này. Đấy, âm thanh thì rất là cực kỳ các bác nhá. Ốc ác bản nè, chưa hề động đến kale mỏ led. Đấy, chưa hề động đến kale mỏ led. Cột kèo của xe. Đấy, phần cột kèo các bác này, cột kèo và đinh tán này. Đấy, cột kèo đinh tán zin các bác nhá. Cột kèo đinh tán zin nguyên bản luôn. Đấy, những cái ốc ác bản nè. Đấy, chưa hề động đến kale mỏ led. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Đấy, khung cánh cửa không hề có một chút mục mọt nào luôn. Keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ của em nó zin đầu tao tóc các bác nhá. Đấy, táp ly thì vẫn còn gai sần luôn. Đấy, các bác mua về sử dụng thì rất là yên tâm. Đấy, cột kèo đầu nít zin, máy số zin, keo chỉ zin cả xe. Tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, không một ngày taxi dịch vụ luôn. Nội thất ghế da màu kem, táp ly cánh cửa của đằng sau bên phụ các bác này. Đấy, táp ly của nó các bác nhá, rất là đẹp luôn. Tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa này không có một chút mục mọt nào luôn. Ốc ác bản này. Đó, chưa hề động đến kale mỏ led. Đấy, cột kèo và đinh tán của xe. Đấy, zin nguyên bản luôn. Đấy, bao zin toàn tập cho các bác nhá, bao zin toàn tập cho các bác. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Celato 2016 này. Đấy, bản 1.6 các bác nhá. Bản 1.6 thì mức tiêu hao nguyên liệu của em nó thì ăn tầm khoảng 7 lít xăng thôi. Vâng, chỉ với 7 lít xăng trên 100 cây số chở được 5 người. Đấy, keo chỉ cam kết được zin cả xe các bác nhá, keo chỉ zin cả xe. Không hề mất đến một phân luôn. Trần của nó là trần nỉ. Đấy, lốp dép này. Lốp dép thì rất là dày dặn. Đấy, phanh đĩa bốn bánh này, chống trơn, chống trượt và chống bó cứng các bác nhá. Đấy, phanh đĩa bốn bánh, chống trơn, chống trượt và chống bó cứng. Nước sơn thì màu trắng xịn sò rồi. Đấy, keo chỉ và máy số zin luôn. Đấy, cam kết bằng văn bản giấy tờ cho các bác. Đấy, bao test hãng luôn. Đây là phần gầm của xe các bác này. Đó, gầm bệ của em nó thì rất là chắc chắn luôn. Đấy, gầm bệ rất là chắc chắn này. Đấy, gầm bệ thì không hề có một chút mục mọt các bác nhá. Đấy, hệ thống cốp sau xe. Đấy, cốp sau xe các bác này rất là ok. Đấy, những cái đinh tán răng chặt này. Đấy, nguyên đài nguyên kiện các bác nhá, hai bên các bác này. Đấy, hệ thống tổng quan của lóc cốp này. Đấy, các lỗ của nó tròn, không hề có một chút móc méo nào các bác nhá. Đấy, tròn zin luôn, không hề móc méo các bác nhá, không hề móc méo luôn. Còn đây là phần hệ thống của lốp sô cua này. Đấy, lốp sô cua các bác nhá. Đấy, sàn xe này. Đấy, rất là ok rồi. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đấy, một mẫu xe phải nói là máy chất gầm chắc côn số ngọt. Vâng, máy số zin, keo chỉ zin. Động cơ 1.6, mức tiêu hao nguyên liệu ăn 7 lít xăng trên 100 cây số. Tư nhân chính chủ, ký nháy lăn tay đầy đủ, sang tên bấm biển trong một nốt nhạc. Giá tiền 425 triệu đồng, có bao hồ sơ, có vận chuyển cho các bác. Miễn phí tiền ship cho quý khách hàng. Vậy thì quý khách hàng nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Cerato 2016 này, alo cho em nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy ủng hộ em, hãy like và đăng ký kênh và chia sẻ giúp em để được cập nhật mẫu xe mới nhất của em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.